Xin chào các bạn. Có lẽ ngay từ tiêu đề các bạn đã thấy hơi sai sai và hoàn toàn có thể đưa ra được ngay lý lẽ phản biện. 2017 chỉ chứng kiến màn hình tràn viền, mặt lưng kính lên ngôi, không thể nào là năm đỉnh cao nhất của thiết kế smartphone được, nhất là khi đặt năm 2017 này cạnh thời của những năm 2004 hay là 2005. 2004, 2005 cũng là thời điểm PDA Phone hay về sau được coi là chính smartphone xuất hiện. Chắc hẳn chưa ai quên dòng O2 về phát súng đầu tiên mang tên XDA và cả những người kế nhiệm như XDA 2 hay là XDA 2S vốn đi tiên phong trong phong trào điện thoại màn hình cảm ứng. Bên cạnh đó là dòng Palm vốn là ông vua của thế giới PDA với vẻ bề ngoài có thể coi là tiêu biểu cho điện thoại bàn phím QWERTY thời bấy giờ. Sony Ericsson đã từng thử sức với cả nắp gập và vô vàn thiết kế mới mẻ. Nhưng khi nhắc đến đỉnh cao của sáng tạo cho thiết kế, không thể quên được Nokia 7600, 7610, 7700, N90, 91, 93, 7280, 3250, vân vân và mây mây đều đã là những cái tên đi vào huyền thoại. Nếu như iPhone 10 với thiết kế tai thỏ đó là đỉnh cao cuối cùng của thiết kế smartphone 2017 thì Nokia của ngày trước cho cảm tưởng rằng mỗi lần họ ra máy là mỗi lần họ định nghĩa lại khái niệm smartphone. Thế nhưng đối với bản thân mình thì có những lý do để cho rằng 2017 là năm bùng nổ nhất của thiết kế smartphone. Thiết kế smartphone trong năm 2017 đáp ứng được đủ hai tiêu chí là đẹp và tiện cho việc sử dụng. Hay nói cách khác thì thế hệ điện thoại của năm 2017 sở hữu thiết kế cho trải nghiệm sử dụng ít che được nhất và lại vừa giống một món đồ trang sức nhất trong lịch sử thiết bị di động. Kể từ 10 năm trước khi smartphone được tái định nghĩa bởi Steve Jobs theo kiểu là một cục hình chữ nhật nguyên khối với màn hình cảm ứng thì 2017 là năm đầu tiên chứng kiến nhiều sự đột phá thành công nhất. Không phải trước đây chúng ta chưa từng chứng kiến các hãng cố gắng đi ngược lại số đông trong thiết kế, nhưng như chiếc BlackBerry Passport mình đang cầm trên tay chẳng hạn, rất đẹp, rất xuất sắc, quá nam tính nhưng lại không tiện lợi cho việc sử dụng. Qua đó có thể thấy được vừa đẹp và vừa dùng được không phải điều gì đó dễ thực hiện trong kỷ nguyên bùng nổ smartphone này. Việc gần như tất cả các ứng dụng trên nền tảng di động đều hỗ trợ tỷ lệ màn hình 16:9 khiến cho việc phải nghĩ ra một thiết kế mới lạ đột phá trở thành một thử thách thực sự cho những nhà sản xuất. Samsung là nhà sản xuất dũng cảm phá bỏ tỷ lệ màn hình 16:9 quen thuộc để tạo nên một thiết kế hướng về tương lai với chiếc Galaxy S8 và về sau là Galaxy Note 8. Không logo mặt trước, mặt lưng kính cong đơn giản cho cảm giác bắt mắt và sang trọng, cùng với logo được thiết kế khéo léo không gây khó chịu là những thứ chúng ta đã nghe quá nhiều trong thời gian S8 làm cho báo giới phải phát sốt phát rét lên. Chỉ đến khi sử dụng thì người dùng mới thấy được sự kỹ càng nghiên cứu về công thái học của nhà sản xuất Hàn Quốc khi nút nguồn nằm ở bên cạnh phải của máy đúng với vị trí đặt ngón cái tự nhiên của những người thuận tay phải. Bên cạnh đó, S8 còn cung cấp cho người dùng tới 6 tùy chọn màu sắc. Tất cả những điều đó khiến người ta phần nào quên đi vị trí đặt cảm biến vân tay vô duyên của thiết bị này. Trong khi đó, Huawei lại cho ra lò chiếc Mate 10 xuất sắc vượt trội về mặt thiết kế so với các thiết bị tiền nhiệm. Cảm biến vân tay đặt ở mặt trước không hề làm cho thiết kế không viền bezel trở nên mất cân đối hoặc là vô duyên. Và nếu như mình được quyền lựa chọn thì Mate 10 sở hữu mặt lưng thuộc loại đẹp nhất năm 2017 này. Logo Huawei được đặt ở phía dưới, còn ở phía trên là cụm camera đặt dọc với các đường sọc chạy ngang có khả năng phản chiếu, khiến cho Mate 10 trở nên lịch lãm và cá tính hơn rất là nhiều. Với LG V30 thì chúng ta lại thấy một thiết kế không cần phải cố gắng gồng cơ gắng sức để gây ấn tượng với đám đông, mà thay vào đó lại gắn liền với sự đơn giản, với mặt trước sạch sẽ, không có logo của nhà sản xuất. Dù bạn có chọn V30 bản màu đen, bạc, xanh da trời hay là tím thì mặt trước của nó vẫn luôn là màu đen và điều này mình thực sự thích. Loa thoại, camera trước hay cảm biến tiệm cận sẽ hoàn toàn chìm trong khối màu đen này và khiến cho sự sạch sẽ của mặt trước càng thêm rõ ràng. Cụm camera kép trông khá là tối giản so với sự lồng lộn đến từ các hãng khác. Còn cụm đèn flash, ai có thể nói là vô duyên thì mình ok, mình cũng tôn trọng thôi. Chứ mình thấy nó cũng khá là tinh tế và trang nhã đấy chứ. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua được một Honor 9, chẳng cần phải bỏ viền mặt trước cũng vẫn quá xuất sắc với mặt lưng cực kỳ sexy. HTC I11 và I11 Plus cá tính và cực sang khi cầm trên tay với thiết kế Liquid Surface. Pixel 2 XL đã không còn mặt trước trông hơi dị như Pixel thế hệ đầu, nhất là với các chi tiết trên mặt trước màu trắng. iPhone 10 với tai thỏ và nút Home biến mất như một sự kiện mang tính lịch sử. Và sẽ hơi buồn cười nếu mình mang thiết kế của iPhone 8, 8 Plus hay là Sony Xperia XZ Premium vào đây để nói, vì nó diễm xưa và muôn năm cũ quen thuộc lắm rồi. Nhưng mà bộ đôi này lại chính là biểu tượng cho sự đa dạng về thiết kế trong năm 2017. Không tin thì bạn cứ ra đường hỏi mà xem. Vẫn có những người thích thiết kế của bộ đôi này chính vì tính quen thuộc và bản sắc quá rõ ràng được gắn với cha đẻ của chúng. Fan Apple thì vẫn thích iPhone 8, còn với fan Sony thì đương nhiên XZ Premium vẫn là một tay đồ con dịu dàng. Để chốt lại một danh sách dài loằng ngoằng thì mình xin phép nói nốt về BlackBerry Q1. Không cần nói nhiều, một fan BlackBerry như mình thì đây là thiết kế cá nhân mình thích nhất trong năm 2017. Lần đầu tiên sau hàng nửa thập kỷ, BlackBerry mới có một chiếc điện thoại có thiết kế và cách sử dụng đáp ứng được với số đông. Mặc dù vẫn là những cục hình chữ nhật thôi, nhưng smartphone năm 2017 vẫn thực sự mang rất nhiều bản sắc của từng hãng. Điều này khiến cho mình hình dung mơ tưởng về một thời mỗi hãng có một cách đi riêng về mặt thiết kế, dù cho những trào lưu chung vẫn còn ở đó. Chia sẻ chung triết lý nhưng không có nghĩa là bắt chước nhau. Và với việc chỉ vài năm nữa người ta có thể tích hợp smartphone lên ví dụ xem nào, bàn tay chẳng hạn,
mình nghĩ chúng ta đang sống trong những năm gần cuối cùng của những thiết kế đột phá trên smartphone. Vì vậy, hãy cứ tận hưởng nó thôi, vì chẳng mấy chốc mà công nghệ sẽ lại chuyển mình.